Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 20 tháng 10 anh em. Rồi 20 tháng 10. Hôm nay thì mới tiếp tục về thêm 1.000 cây máy nữa anh em, 1.000 cây ha. Máy lăn đăng lê đê luôn anh em. Chỗ của em thì hồi chiều giờ quá trời mưa luôn anh em ơi. Không biết là chỗ của anh em thế nào, nhưng mà chỗ của em thì hồi chiều giờ quá mưa luôn. Mưa là phải nói là nặng hạt luôn anh em, kinh khủng luôn. Rồi dáng này thì em tranh thủ lên cho anh em tầm khoảng hai mấy lô anh em, hai mấy lô ha, tranh thủ để mà lên video clip cho anh em luôn. Rồi khoảng hai mấy lô anh em. Hôm nay thì có là TG33 nè, TG33 nó có 4 cây, em chia ra cho anh em là thành hai lô anh em, hai lô ha. Thì anh em nào muốn lấy 4 cây một lượt thì mình chốt hai lô anh em, còn anh em nào muốn lấy 2 cây thì mình chốt một lô. Rồi Mitsubishi TL4352 gì anh em, siêu to khổng lồ ha. Cái này thì em cũng không biết nữa, nó mất cái tem mà. Rồi cái này thì nguyên con, siêu đẹp, siêu vip anh em, 1,5 triệu, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Makita 4 thầy, Honda GX25 nữa nha anh em, Hitachi Bamba. Rồi phía dưới là Gobin cổ ngỗng, rồi Magu luôn anh em, Hitachi Tanaka chữ A luôn ha. Rồi cũng trễ rồi, em xin vô lô đầu tiên anh em. Rồi máy bên em là máy chưa dọn nổ anh em, chưa dọn nổ ha. Máy này thì hơi lửa ngon lành, có hơi có lửa ha. Em giật hơi thử lửa rồi em mới gửi hàng cho anh em. Đủ đồ là nắp xăng, nắp que đồ đầy đủ anh em. Nắp xăng, nắp que đồ đầy đủ ha. Rồi em vô con máy đầu tiên. Rồi cái này là con đầu tiên là con Hitachi đầu nhọn anh em. Hitachi đầu nhọn nha. Con này 600.000 anh em. Con này là 23cc, 23cc anh em. Con số 1 600.000. Con số 1 600.000 ha. Tay lái của nó là tay lái dài anh em, tay lái dài. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Rồi lô số 1 600.000. Hitachi đầu nhọn. Lô số 2 thì là con Hitachi Bamba anh em. Hitachi Bamba nòng 37 ly. Con số 2 này 1,1 triệu anh em, bình xăng là bình xăng trên ha. Hơi lửa ngon lành cho anh em luôn á, ta lấy dài. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ nha anh em. Lô số 2 1,1 triệu, Hitachi Bamba bình xăng trên. Rồi lô số 3 nha anh em. Lô số 3 là con Honda GX25. Con này còn cực kỳ mới nha anh em. Con này thì nó thiếu cái nắp xăng, thì em xăng ghen lắp cho anh em đầy đủ ha. Rồi con này nó thiếu cái nắp bue nha anh em. Về nó gớt mất cái nắp bue rồi. Rồi con máy này thì em bán cho anh em là 2 triệu anh em, 2 triệu là không có bù nắp bue anh em. Anh em về kiếm mua lắp vô giùm em ha. Tại vì hiện tại ở đây em không có rồi. Rồi em bán cho anh em 2 triệu ha, thiếu nắp bue. Tay lái thì tay lái của nó là tay lái tròn anh em, em sẽ tặng cho anh em cái bộ tay lái dài. Tặng cho anh em bộ tay lái dài ha. Rồi 2 triệu. 2 triệu anh em, thiếu nắp bue. Tặng cho anh em một bộ tay lái dài. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ anh em. Con Honda thì nó về là cái cần của nó là cái cần của con Magu anh em. Đây, cái cần của nó là nó để tem mát là Magu ha. Rồi cũng là đồ zin của Nhật hết nha anh em. Rồi con số 3 này 2 triệu, thiếu nắp bue. Con số 4 là con này là con TU anh em. TU 26cc nòng 34 ly. Rồi con số 4 anh em. Con số 4 này là 1,5 triệu ha, 1,5 triệu, tay lái của nó là tay lái dài. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Con số 4 1,5 triệu anh em, Mitsubishi TU 26. Số 5. Lô số 5 là Makita 4 thì anh em. Makita 4 thì ha. Rồi lô này thì 1,3 triệu một cây. 3 cây là 3,9 triệu nha anh em. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn, tay lái dài hết luôn nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết luôn. Rồi lô số 5 anh em, 3 cây 3,9 triệu, 1,3 triệu một cây. Lô số 6 là con Tanaka. Tanaka này là Tanaka 270 anh em. Ha, Tanaka 270 nòng 35 ly. Rồi, bô rồi còn trắng tinh hết luôn ha. Đỏ ao luôn anh em. Con số 6 này là 1,250 triệu. Ta lấy dài anh em, tem mát đầy đủ nè. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 6 1,250 triệu. Tanaka 270 nòng 35 ly. Lô số 7 là con này là con Mitsubishi TL43 nha anh em, hàng Trung Quốc xuất Nhật ha. Con này còn bao mới cho anh em luôn, bình xăng lớn là trắng sáng luôn nha anh em. Da bóp nè, da bóp hệ luôn. Con tắt trên tay. Rồi cần của nó là cần hai khớp nối nha anh em, hai khớp nối.
Cái này thì mình có thể tháo lắp đồ đầy đủ ha. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ cho anh em luôn. Rồi lô số 7 anh em, 1,5 triệu. 1,5 triệu anh em, hàng Trung Quốc xuất Nhật, Mitsubishi TL43. Lô số 8 là hai con Kawasaki anh em. Kawasaki TG 33 ha. Đây TG 33. TG 33 anh em. Tum lớn, bố cùng lớn. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chắn kẹp đầy đủ anh em. Lô số 8, hai cây 3,6 triệu, Kawasaki TG 33. Rồi lô số 9. Số 9 thì là con này là con Shindewa S25 bình sân trên anh em. Bình sân trên. Con số 9 này là 900 ngàn. Tay lái của nó là tay lái dài. Rồi đầu bò chắn kẹp thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 9 anh em, Shindewa S25 bình sân trên. Rồi tiếp theo là lô số 10. Lô số 10 là Kawasaki TG 33, hai cây anh em. Con này nó bị bể áo bô thì em sẽ tặng cho anh em áo bô mới ha. Kawasaki TG 33. Rồi hai cây, tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Lô số 10, hai cây 3,6 triệu. 1,8 triệu cây anh em. Lô số 10, Kawasaki TG 33. Rồi lô số 10 anh em. Lô số 10, 1,8 triệu. Lô số 9, 900 ngàn, Shindewa S25. Lô số 8 là TG 33. Lô này 1,8 triệu luôn ha. Còn đây là con TL, không biết là này mấy nữa, 43 hay 52 gì, thì em bán chung cho anh em là 1,5 triệu nha anh em. Tanaka 270, nòng 35 ly, 1,250 triệu. Makita 4 thì nha anh em. Makita 4 thì 1,3 triệu một cây. TU 26, 1,5 triệu. Honda GX25 nha anh em, con này 2 triệu ha. Hitachi 33, 1,1 triệu. Hitachi 23, con này 600 ngàn anh em, 600 ngàn. Rồi tiếp theo là lô số 11. Lô số 11 là Shindewa anh em. 270, 240, 270 ha. Lô này, lô này 4 cây anh em, 4 cây ha. Con này 270 luôn anh em. Con này 270 nè, 270, 270. Rồi 3 con 270 anh em. Shindewa Short 3 con 270. Một con là 240 ha. Tay lái là tay lái dài luôn anh em. Tay lái dài luôn. Rồi đầu bò chén kẹp là đầy đủ hết cho anh em luôn. Lô số 11 này là 4 cây 5,4 triệu anh em. 4 cây 5,4 triệu ha. 3 con là Shindewa Short 270. Một con là Shindewa 240. Rồi 4 cây 5,4 triệu. Lô số 12 là Makita. Makita này là Makita, Makita 23 anh em. 3 cây ha. 3 cây. Tay lái của nó là 2 tay lái dài, 1 cái tay lái tròn. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn cho anh em. Lô số 12, 3 cây 2,4 triệu anh em. 3 cây 2,4 triệu ha. Lô số 12, 3 cây 2,4 triệu. Rồi lô số 13. Lô số 13 là con ớt tin nha anh em. Ớt tin 26cc nồng 34 ly. Con này là tum gời luôn ha. Tum gời con số 13, 1,3 triệu anh em. 1,3 triệu. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 13, 1,3 triệu. Ớt tin 26 tum gời. Lô số 4. Lô số 14 nha anh em. Lô số 14 là Makita 4 thì ha. Makita 4 thì. Rồi tay lái lô này là 2 tay lái, 1 tay tròn, 1 tay dài anh em. 1 tay tròn, 1 tay dài. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 14 Makita 4 thì, 2 cây 2,5 triệu. 2 cây 2,5 triệu. Lô số 15 là hai con Echo. Một con là Echo 251, một con là Echo 253 nha anh em. Hai con này thì tay lái là tay lái dài luôn. 2 cây 1,8 triệu, 900 ngàn cây, lô số 15. Đầu bò chén kẹp đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Lô số 15 nha anh em, 2 cây 1,8 triệu, 900 ngàn một cây. Đây, Echo 251, 253 nha em, 900 ngàn cây. Makita 4 thì 1,250 triệu một cây. Austin 26 1,3 triệu nha em. Makita 23 3 cây 2,4 triệu. Còn đây là Shindewa nha em, Shindewa này là 270, 240 ha. 4 cây 5,4 triệu. Lô số 16. Lô số 16 là Austin nha em.
Ớt tin này là ớt tin 21-22 ha, lô này 6 cây, tổng cộng 6 cây. Tay lái của lô này là hai cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết luôn. Lô số 16, 6 cây, 4,5 triệu, 750 ngàn cây nha anh em. Lô số 16 ha, 6 cây, 4,5 triệu, 750 ngàn cây. Rồi lô số 17, lô số 17 là Makita Gubin nha anh em. Lô này thì là bao đẹp luôn cho anh em luôn, 26cc nồng 3 tư ly hết luôn ha. Rồi lô này là ba con màu vàng, một con màu xanh nha anh em. Tay lái là tay lái dài hết luôn, tay lái dài hết, tem mát đồ cần cực kỳ đẹp luôn ha. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Lô số 17 anh em, 4 cây 3,6 triệu, 900 ngàn cây. 4 cây 3,6 triệu, 900 ngàn cây. Lô số 17. Đây lô số 17 anh em, thiếu nắp xăng nắp e thì em sẽ lắp vô cho anh em đầy đủ ha. Lô này 900 ngàn một cây anh em. Makita Gobin 26 ha, nồng 3 tư ly. Còn này là ớt tiên nha anh em. Ớt tiên 21-22 này 750 ngàn cây. Lô số 18. Lô số 18 là Tanaka vượt sao anh em. Lô này quá đẹp anh em ơi, đỏ ao luôn. Tanaka vượt sao ha, còn cực kỳ đẹp. Rồi lô này thì 550 ngàn một cây anh em, 6 cây là 3,3 triệu ha. Tay lái là tay lái dài hết luôn, tay lái dài nha anh em. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết ha. Lô số 18, 6 cây 5,5 triệu, ủa 6 cây 3,3 triệu nha anh em, 550 ngàn một cây, 550 ngàn một cây, 6 cây 3,3 triệu. Lô số 19 là lô Tanaka Hitachi, Tanaka Hitachi chữ A nha anh em. Rồi Tanaka Hitachi chữ A. Lô này thì tay lái là tay lái dài hết luôn ha, tay lái dài hết luôn. Ga bóp rồi xịn sò luôn nha anh em. Ga bóp xịn sò. Rồi Tanaka. Tanaka chữ A. Lô này là 27cc nè. 27cc. Lô này là 24 nè, 24. 3 cái 24 anh em. 4 cái 24 luôn, 2 cái 27. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn nha anh em. Lô này quá đẹp luôn. Quá đẹp quá vip nha anh em. Ra bóp đồ xịn sò luôn ha. Rồi lô số 19, 6 cây 4,2 triệu, 700 ngàn cây anh em. 700 ngàn cây. Tanaka chữ A lô số 19. Đây lô này số 19 anh em, 700 ngàn cây. Còn đây là 550 ngàn cây ha, 550 ngàn cây. Lô số 20. Lô số 20 là lô này là lô Echo, Echo xanh nha anh em. Echo xanh, Echo vàng. Lô này thì là 22cc, 26, 26. Rồi lô này thì 4 con 22 nha anh em, 4 con 22 và 2 con 26 ha, Echo xanh. Rồi lô này thì 800 ngàn cây, 6 cây là 4,8 triệu nha anh em. Lô số 20. Lô số 20 ha. Lô số 21 là Makita Magu chứ, lộn. Magu anh em. Magu 23. Trắng tinh nha anh em. Cái này về anh em mình rửa ra là bao đẹp ha. Rồi Magu 23, 23cc. Tay lái lô này là có hai cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài. Ra bóp xịn sò luôn ha. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Lô số 21, 6 cây 5,4 triệu, 900 ngàn cây. 900 ngàn cây anh em, lô số 21. Lô số 22 là lô Magu 23 tum gời. Magu 23 tum gời anh em. Lô này thì quá đẹp quá vip luôn anh em ơi, quá đẹp quá vip luôn. Rồi 1 triệu 1 cây, 5 cây 5 triệu anh em. Lô số 22. Tay lái là có một cái tay lái tròn anh em, có một cái tay lái tròn. Rồi tem mát đầy đủ ha, đầu bò chén kẹp đầy đủ hết cho anh em luôn. Lô số 22 anh em, 5 cây 5 triệu. 1 triệu 1 cây. Lô số 22. Lô số 23 là lô Magu 20 anh em. Magu 20 thì quá xanh luôn, quá đẹp luôn. Magu 20, lô này thì tay lái là tay lái dài hết nha anh em, ra bóp zin xịn sò luôn nè. Rồi tem mát đầy đủ, đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Lô số 23 nha anh em, 6 cây 4,8 triệu, 800 ngàn cây ha. Lô này quá đẹp luôn. Magu 23, ủa Magu 20. Rồi máy về nha anh em. Máy về nè, em chắc
dựng đứng nha anh em. Rồi Magu 20 anh em, lô này 800.000 cây ha. Còn đây là lô Magu 23 tum gời. Lô này 1 triệu 1 cây. Còn bên đây là Magu 23 tum liền nha anh em. 23 tum liền ha, lô này thì 900.000 cây. Còn bên kia là Echo xanh. Echo xanh nha anh em, lô này thì 800.000 cây ha. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946626585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em. Rồi máy cái đống này thì em đã chốt rồi hết nha anh em. Đống này thì đã chốt rồi, ngày mai em đóng hàng cho anh em ha. Với cái đống dựng lên trước là chốt rồi hết rồi. Rồi xin chào tất cả anh em ha.